Xin chào các em. Tiếp tục ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các em rèn kỹ năng giải bài tập hóa tính theo phương trình vận ứng học nha. Bài tập ngày hôm nay cũng là khá là căng thẳng ha, cũng khá là khó ha. Đối với chương trình lớp 8 thì tôi thấy ít, rất ít dạng bài tập này được xuất hiện. Nhưng việc tôi rèn kỹ năng hóa cho các em thì tôi chắc anh tôi phải dạy khó một chút xíu nha. Vì thế các em phải cố gắng nha. Nhưng mà sau này các em lên lớp 9 gặp rất là nhiều luôn nha. Bài tập ngày hôm nay là bài tập liên quan đến hỗn hợp nha. Đó, bài tập có nghĩa là cho một hỗn hợp tác dụng với một chất chẳng hạn. Đó, các em tổng cộng ở đây các em có 3 bài ha. Đó, ở đây là bài tập hỗn hợp nhưng mà không phải giải hệ phương trình. Đó, nha. Đó. Vậy thì trước khi làm vô bài tập á, tôi sẽ nói lý thuyết về các dạng bài tập này như thế này thế nào cho các em, rồi các em trình bày vô nha. Vậy các em quan sát các em đặc điểm bài tập này ha, các em coi hướng dẫn lý thuyết ha. Lý thuyết ở đây em muốn làm bài tập này, các em phải ghi lưu ý này vô trong tập cho tôi nha. Rồi các em ghi nè, những kim loại tác dụng với axit loại một như là HCl chẳng hạn, hoặc H2SO4 loãng chẳng hạn, đó vân 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 nha. Đây những hai hai axit này đặc trưng nhất nha. Đó, những kim loại tác dụng được với axit loại một HCl H4 loãng chẳng hạn, đó phải đứng trước hiđro trong dãy hoạt động kim loại học nha, phải đứng trước nha, hydro nha, trong dãy hoạt động kim loại học, dãy hoạt động kim loại à. Vậy dãy hoạt động kim loại học là như thế nào đây? Vậy những kim loại nào nào các em nghe nào. Đầu tiên là kali này, bari này, canxi này, natri này, magie này, nhôm này, sắt này. Sắt này hóa trị 2 nha các em. Đó, còn sắt hóa trị 3 đứng sau hydro, nhưng mà cái phần đó các em không học, phải không phải lo lắng nha. Rồi, tiếp tục nè. Chì nè. Đây, hydro ngắt đây. Nha. Đó. Rồi những cái thằng màu đen nè, nào nè, dẫn đồng nè, thủy ngân nè, bạc, còn có sắt hóa trị 3 đằng sau này nữa, nhưng mà thôi đối với chương trình các em học lớp cấp 2 bình thường chưa cần đâu. Đó nha. Vậy thì nè, những kim loại mà muốn tác dụng được với axit thì phải đứng trước gì? Đứng trước hydro trong dãy hoạt động kim loại học. Vậy thì những kim loại nào tác dụng được với axit này? Còn nguyên cái dàn này không tác dụng axit này. Đây. Đó, đồng, thủy ngân, bạc, bạch kim, vàng. Đây, đây là những kim loại không tác dụng axit. Đứng sau hydro trong dãy hoạt động kim loại học. Đó. Vậy nè, ở đây các em muốn học á. Trời ơi, nhiều em nói trời ơi, sao em thuộc nổi, nó dạy một đống sao em thuộc. Nha. Vậy thì nó có câu thơ. Vậy thì các em đọc câu thơ nó như vậy nha. Câu thơ của nó là gì? Khí ba cân nha, khí ba cân nàng nè, na là nàng, may áo giáp, tôi thiếu một cái nữa các em, giáp sắt nha. Đó, tôi thiếu một trận này nè. Nãy tôi viết vội quá không để ý nha. Nhích về đây đi nha. Kẽm nữa các em, còn một nguyên tố nữa là kẽm nha. À, khi bà cần nàng may áo giáp này, viết hơi hơi gần nữa nha. À, viết chữ giáp như vậy nè các em, giáp sắt phải hỏi cửa hàng Á Phi Âu, là châu Á, châu Phi, châu Âu ấy. Đấy nha.
À, cách học như vậy đó. Hay là các em là những kim loại mà không tác dụng axit này, đặc biệt lưu ý nhà đồng này, đa số nó gặp đồng các em hoặc là bạc, người ta sẽ cho đồng là bạc nha. Thủy ngân có không? Có, nhưng mà chất này rất là không tốt nha. Đó, tiếp xúc với nó rất là nguy hiểm nha. Đó, không không không, người ta thường ít cho thủy ngân mà tập trung là đồng với bạc nhiều, và đa số là đồng luôn. Còn vàng bạc kim chắc anh sẽ không trong bài tập đâu nha, lưu ý không có xuất hiện vàng bạc kim, chủ yếu là đồng và bạc á nha. Đó, vậy những kim loại đứng sau hydro trong dãy hoạt động kim loại học thì không tác dụng axit loại 1. Còn axit loại 2 ví dụ là H4 đặc nóng chẳng hạn, axit H4 đặc nóng tác dụng được các bài đồng, nhưng mà kiến thức đó là lớp 9 hoặc sang lớp 10 em mới được học nha. Đó, mà đó là phải tác dụng H4 đặc nóng thôi thì mới tác dụng được nha. Vậy thì em nhớ chưa? Vậy thì những kim loại tác dụng axit này là những kim loại nào? Kali, bari, canxi, natri, magie, nhôm, kẽm, sắt, chì, đúng không? À, khi bà cần nàng may áo giáp sắt phải. À, còn từ đằng sau là cửa hàng Á Phi Âu, là những kim loại này không tác dụng axit loại 1 nha. Vậy thì các em giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các em vô bài tập này. Bài tập số 1 tôi sẽ tóm tắt nha, cho 10 gam hỗn hợp đồng và magie, các em tóm tắt theo này nè nha. Đó, giờ tôi tóm tắt cho các em trước ha. Còn như thế nào đây? Đừng có sợ, làm một vài bài cảm thấy bài tập hỗn hợp này bài dễ liền, không có khó gì đâu các mấy đứa nha. Đầu tiên là cho 10,8 gam hỗn hợp magie vào đồng. Giờ tôi tóm tắt nha. Mở hỗn hợp đó gồm là magie nè, tôi viết rõ ràng luôn cho các em coi, vào đồng nè, đồng đặc biệt nha, nhớ chưa, đồng chưa, Cu đó, không tác dụng axit nha. Rồi ok, là có 10,8 gam. Rồi tôi ghi đây là cho biết nha. Em tóm tắt theo đây nha. À, tác dụng axit chlorhydric vừa đủ thu được 4,48 lít khí. Em học rồi, kim loại mà tác dụng axit thì ra muối và khí hydro đúng không? Mà các em vẫn làm đó các em, hoặc các em không biết thì em dùng cái phương pháp bắt chéo của tôi là biết liền đúng không? Khí ở đây các em đa số là khí hydro rồi. Rồi, vậy thể tích khí đây là khí hydro các em. Ở điều kiện tiêu chuẩn nha, 4,48 lít. Và cái quan trọng nhất của nó nằm ngay đây nha các em, nhớ nha, thể tích khí hydro là phải theo nè. Tại vì sao? Tại vì một bài toán hóa tính theo phương trình phản ứng phải phải sao các em nhớ không? Bước đầu tiên các em dạy các em là gì? Tìm mol trước. Vậy cái màu xanh này là chắc ăn là tìm mol bằng công thức N bằng gì? V chia 22.4 nha. Rồi câu A viết phương trình, wow, VPT viết tắt nha các em. Câu B, tính khối lượng mỗi kim loại, có nghĩa là yêu cầu tính khối lượng của magie. Khối lượng magie bằng mol nhân m lớn các em nha. Trên các em đi thi yên chí, đi thi thầy cô sẽ cho m lớn các em. Ví dụ ở đây tôi sẽ cho là magie là 24. Đó. Rồi, đồng là 64. Đó, hydro là 1 ai cũng biết đúng không? Rồi clo là bằng 35,5. Đó. Đấy, vậy thì phải tìm được mol nhân m lớn có rồi, m lớn là 24 rồi đúng không, và yêu cầu tính khối lượng của đồng luôn, chấp hỏi luôn. Câu C, câu C này các em có nhiều em chưa biết thì ghi vô ha. Muốn tính phần trăm khối lượng của một kim loại ha, muốn tính phần trăm khối lượng, mấy em đừng có đánh lộn nồng độ nha, phần trăm khối lượng của magie đó, các em để ý đừng có lộn nè, đây là nồng độ phần trăm nha, còn đây là phần trăm của cái chất A là phần trăm khối lượng nha, đây là nồng độ phần trăm dung dịch nha, còn đây là phần trăm khối lượng nha. Đó, thì lấy khối lượng ngay của nó nhân cho 100% chia cho m hỗn hợp ấy. Đó, và tương tự phần trăm của đồng cũng có thể áp dụng công thức như này cũng được, hoặc lấy 100% trừ đi nha. Rồi em tóm tắt xong chưa? Rồi các em nghe tôi hướng dẫn là các em buông viết xuống, nghe tôi làm hoàn chỉnh một bài, bài này xong rồi các em tự làm lại nha. Rồi sau đó tôi sẽ cho các em thêm hai câu nữa về cái chủ đề này là tôi sẽ không nhắc lại dạng này nữa nha. Vậy thì làm như thế nào đây, em quan sát nè, em muốn tìm được khối lượng magie phải tìm được mol magie, mà muốn tìm mol magie chắc ăn phải thông qua hydro nha. Vậy thì bước đầu tiên của khi giải bài tập hóa, các em đừng có ham hố vô viết phương trình mà hãy tìm mol trước cho tôi. Mol này là mol khí hydro các em, bằng V chia 22.4 nè, V là 4,48 các em chia 22.4 các em lấy đi, lấy 4,48 chia 22.4 các em. Đó, nhẹ nhàng mà, cái này quá đơn giản, lấy máy tính nó bấm thôi.
nhiều lúc các em làm bài tập riết nhìn vô biết đáp án luôn đó, đó 0.2 đó, 0.2 môn rồi. Sau đó giờ tôi viết phương trình là các em cẩn thận nha, đây là magie và trong đây có đồng, hai cái kim loại này đều đem tác dụng với axit. Và tôi dạy từ năm lớp 8, có nhiều anh chị lên tới lớp 9 tôi nhắc đi nhắc lại mà rất nhiều em tới lớp 9 vẫn còn sai đó, thì cái em cần phải nè rồi đồng cộng HCl nè, nhớ nha, magie là quy tắc nè đó, ở trong bài tập kỹ năng biết chuỗi phương trình nó ra rèn kỹ năng này cho các em rồi ha. Rồi ra sản phẩm là gì đó, sau này các em sang cuối kỳ 2 á, hoặc sang lớp 9 là tất cả phương trình người ta cái không cho sản phẩm như ở học kỳ 1 đâu nha, em tự tạo ra sản phẩm là magie kết hợp với clo nè, tạo thành magie Cl2 nè, tại vì magie hóa trị 2, clo hóa trị 1, bay chéo xuống tôi dạy chưa, kỳ 1 rồi đúng không, tạo thành magie Cl2. Rồi ở đây hydro ra đây bay kết cái này mà chỗ này chẳng có chất nào hết, vậy thì nó bơ vơ nó đi ra ngoài đúng không, vậy nó ra khí hydro nha nha. Rồi cân bằng này, hai clo thêm hai nè đúng không, hai clo thêm hai, hai nguyên tử clo thêm hai, rồi hai rô nè, hai rô đủ một magie, một nguyên tử magie đủ rồi. Tới đây cái sai lầm của các em này, đây là sai lầm của các em, như em trời ơi dễ lắm, em ra CuCl2 và H2 rồi dài đến sáng không bao giờ ra nha, không có phản ứng. Tôi đã nói các em nè, kim loại đứng sau hydro trong dãy hoạt động kim loại học đó, thì không tác dụng axit loại 1 đúng không, vậy thì lúc này các em đánh dấu ích cho tôi, không có phản ứng, nhớ kỹ điều này nha, không có phản ứng cho tôi đó. Vậy thì ở đây mon hydro nằm đâu, mon hydro nằm đây, mình thay 0.2 vào đây mình sẽ đổ ngược lại, mình sẽ tìm được mon magie đây, sẽ tìm được mon magie, có mon magie ok, tìm được khối lượng của magie xong bài, coi như em đã hoàn thành bài rồi đó, nhẹ nhàng. Vậy thì ở đây không có nhà nghi này, tới đây nó không có lập tỷ lệ mon nữa nha nha, giờ mình đã giỏi rồi, bài tập này coi như là đang đang cho em học khó khó lên một chút xíu nha. Vậy thì thay thẳng mon hydro vào đây các em, 0.2 mon, đổ ngược mon này cho tôi nè, kéo về đây, quy tắc làm số tôi dạy các em chưa, 0.2 nhân lên đây là một, chia về đây là số mấy, một, quy tắc nhân chéo chữ ngang, đại lượng tỷ lệ thuận trong toán lớp 7 tôi đã dạy rồi đúng không, nhân 1 chia 11 vậy nó bằng 0.2 mon, mà có mon magie thì quá nhẹ nhàng, tôi sẽ xử lý câu B nha, trả lời nè, khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp là nè, vậy thì khối lượng đầu tiên chính là khối lượng của magie bằng mon nhân m lớn, mon của nó là 0.2 vừa tính ở trên, lôi cổ nó xuống nè, m lớn magie người ta cho trên đề này các em, đây 24 thì các em nhân lại bằng 4,8 gram. Wow, tìm được khối lượng magie tôi sẽ tìm ra khối lượng đồng, không có công thức mon đâu nha, không làm theo mon nhân m lớn được đâu nha các em nha, tại vì mon đồng làm gì có, nhưng mà biết hai thằng này cộng này bằng 10,8 mà mày đã thằng thằng này đã 4,8 rồi, vậy thì cân đồng này bao nhiêu, lấy hỗn hợp trừ đi đúng không, hai thằng này cộng lại bằng 10,8 mà riêng ông nội ma dê đã 4,8 rồi, vậy thì tìm khối lượng đồng quá đơn giản, lấy m hỗn hợp trừ đi khối lượng của ma dê, vậy thì các em lấy 10,8 trừ đi 4,8 bằng 6 gram các em đó. Rồi các em trình bày xong câu B, tôi hướng dẫn câu C nha. Rồi đến câu C nha. Câu C nha các em. Câu C thì mình có đầy đủ đó các em. Người ta yêu cầu tính gì? Phần trăm khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp. Vậy thì tôi trình bày ha. Phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp nhanh lên các em nha. Rồi công thức mình có rồi đó, giờ tôi sẽ tính phần trăm magie trước cho các em nha. Phần trăm magie thì bằng cái gì, phần trăm magie thì lấy khối lượng của magie là 4,8, công thức tôi có rồi đó, nhân cho 100% chia khối lượng hỗn hợp là nhiêu đây, ok là bao nhiêu em, là 10,8 đúng không,
đúng không? Có phải 10,8 không? Đúng rồi, ok. Lấy máy tính nó bấm cho em. Đó. 4,8 nhân 100. Đúng không? Rồi các em chia cho 10,8. Ồ, các em được cái số nó không được đẹp mấy, 44,4% nha. 44,44%. Vậy thì phần trăm đồng các em có thể tính theo công thức vậy cũng được, bằng khối lượng của đồng nhân 100 chia khối lượng hỗn hợp cũng được. Hoặc em lấy cũng có một cách nhanh hơn, lấy 100%. Em trừ đi phần trăm của margin. À, nha, đó, lấy 100 nè. Trừ đi n đi cho nó mau. Đó, bấm vào cho nó mau nè. Đó, bằng 55,55 thì lấy tròn là bao nhiêu? À, 56 nha. Bằng 55,56%. Nghe kìa. Đó, hoàn chỉnh thôi. Rồi các em chỉnh bài vô. Rồi các em quan sát đến bài số 2 nha. Bài số 2 là cho 10 gam hỗn hợp nhôm vào đồng. Wow, bài tập này là bài tập cho hỗn hợp nha, nhôm vào đồng. Và trong đây có một cái điều đặc biệt nè, đồng nè. À, đồng nhớ nè, đồng không tác dụng với axit loại 1. Nhớ kỹ điều này cho tôi nha. À, đồng không tác dụng với axit loại 1. Đó, nhớ kỹ nha. Rồi, ok, không tác dụng HCl nè. À, vừa đủ thu được 6,32 lít khí, khí đây chắc ăn là khí hydro đúng không? Câu A viết phương trình. À, câu B tính khối lượng kim loại có trong hỗn hợp. À, khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp và tính khối lượng phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp luôn. À, giống như câu kia, nhưng mà câu D nó khó hơn, đem toàn bộ lượng khí thu được đem khử vừa đủ một lượng sắt 3 oxit thì thu được m gam chất rắn, tìm m gam chất rắn đó nha. Vậy thì bài này tôi sẽ không tóm tắt nữa mà tôi sẽ làm tốc độ nhanh luôn nha. Các em muốn tìm khối lượng của gì? À, quả nhôm và đồng phải tìm được mol, mà muốn tìm mol chắc ăn thông qua 7,72 lít nè, 6,72 lít nè. Vậy thì ở đây tôi sẽ trình bày giải luôn nha các em. Thì bước đầu tiên các em giải tìm mol trước nha, tìm mol khí cho tôi. Tất cả bài hóa nhảy vô tìm mol trước rồi, đừng có viết phương trình trước nha các em. Các em bằng V chia 22,4 cho tôi. Khí này ở điều kiện nó chuẩn đúng không? 6,72. Các em chia 22,4 đi. Rồi, các em tính ra được bao nhiêu? Là 0,3 mol. À, sau đó giờ mình mới làm câu A nè, các em viết phương trình vào ha. Phương trình nè, nhôm. Và trong đây là đồng. Tác dụng với axit chlorhydric. Ok, đồng không phản ứng với axit loại 1 này HCl nha. Nhưng mà nhôm tác dụng được tại vì nó đứng trước hydro trong dãy hoạt động kim loại học. Mà nhớ là các em nhớ là nhôm hóa trị mấy? Ba, đúng không? Nhôm kết hợp với clo, đúng không? Nhôm nè, clo hóa trị 1, nhôm hóa trị 3, vậy ra công thức này gì em? Nhôm Cl3 số 1 đừng có ghi nữa nha. Vậy ra sản phẩm là nhôm Cl3. Và khí hydro ra đây nó không có gì liên kết hết, đúng không? Hydro ra đây không gì liên kết hết. Vậy thì lúc này ra gì? Ra khí hydro. Này, khí hydro mình vừa xác định mol trên nó là các em. Nó cân bằng nè, tôi chỉ cho cách cân bằng nha. Hydro và clo ở hai nơi, là hydro clo hai nơi nè. Còn hai này chung với nhau nè, em nhớ hai này nhân lại. 2 nhân 3 bằng 6, điền cho 6 vào đây cho tôi. 6 hydro ở đây có 2 thôi, thêm vô 3. 6 clo mà đây có 2 là 3 thôi, phải nhân cho 2 vô, nhân 2 vô. 2 nhôm thêm 2 vô, 26 23 nha. Vậy thì mol á, cái mol của gì? Mol của hydro ở đây nè, đây mol hydro là 0,3 mol, đúng không? Vậy thì tôi thay ngay dưới chân này cho tôi nè, 0,3 mol. Điền vô. Đó, 0,3 mol. Rồi tôi sẽ đổ mol lại cho các em coi hàng, đổ mol tới đây luôn, tốc độ mau luôn nha. Quy tắc tam gì? Tam suất đúng không? Đó, nhân chéo chi ngang. Đó, vậy mol của nhôm là bằng nhiêu đây? Đó, này quy tắc tam suất nè. Lấy 0,3 nhân 2 chia về 3. Đó, nhân chéo nè, nhân chéo lên tỷ lệ đây nè, chia cho 3 nè. 0,3 mà nhân 2, 0,3 nhân 2 bằng 0,6 đúng không? 0,6 mà chia cho 3. À, chia cho 3 thì bằng 0,2 mol. Wow, có mol nhôm rồi. Vậy em tìm được khối lượng của nhôm không? Quá đơn giản đúng không? Đó, vậy thì em trả lời vô câu B luôn ha. Câu B. Rồi, trả lời như thế nào? Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp là cho nó mau ha. Rồi vậy thì tôi sẽ tìm khối lượng nhôm trước. Lấy mol nhân m lớn, mol của nó là nhiêu? 0,2 nhân 27
Các em được bằng 5,4 đúng không? 5,4 gram. Rồi vậy thì tôi sẽ tìm khối lượng của đồng. Hai thằng này cộng lại bằng 10 gram đúng không? Mà thằng này kia 5,4 rồi thì rất đơn giản. M hỗn hợp bằng M đồng bằng M hỗn hợp trừ đi M nhôm. Lấy 10 mà trừ đi 5,4 đúng không? Thì bằng 5,6. 4,6 chứ các em, đúng không? Đó. 4,6 gram. Trời ơi nhẹ nhàng chưa? Rồi đến câu C, phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp là câu C. Vậy thì đầu tiên là phần trăm của gì? Phần trăm của nhôm thì bằng khối lượng của nhôm nhân cho 100% chia cho khối lượng hỗn hợp. M hỗn hợp. M nhôm đâu? 5,4 nhân 100 chia đi 10. Đáp số bằng 5,4%. 54% chứ. Đúng không? 54%. Vậy thì phần trăm của đồng bằng bao nhiêu? Lấy 100% trừ đi cũng được, hoặc là lấy khối lượng của đồng nhân 100 chia cho 10 cũng được nha. Tôi thích lấy 100% à, trừ đi phần trăm của nhôm. Hai này cộng lại 100% bằng kia 54 thì chắc ăn là còn lại bao nhiêu? 46% đi. Thấy không? Đơn giản. Rồi, các em chỉnh bài vô. Rồi, các em quan sát đến câu cuối nha. Câu cuối người ta nói gì? Lấy toàn bộ lượng khí thu được. Đây, khí thu được là khí nào? Đây, khí thu được là khí này đây. À, khí thu được chính là khí hydro nha. Đây, toàn bộ lượng khí thu được là khí hydro nè. À, và nhớ nha, lấy toàn bộ nó đi vậy thì nó có bao nhiêu mol? Nó không có, bắt nó đi thì nó có 0,3 mol thì nó mang theo luôn nha. Rồi, đem khử một lượng sắt 3 oxit thì thu được m gam chất rắn. À, vậy thì ở đây tôi sẽ hướng dẫn các em thử coi như thế nào ha. Vậy này câu D. Trước tiên viết phương trình trước đi. À, lấy toàn bộ lượng hydro đã học tính chất hydro được đó, đem khử sắt 3 oxit là Fe2O3 đúng không em? Học rồi, hydro khử được những oxit kim loại đứng sau nhôm trong dãy hoạt động kim loại học nha. Đó, vậy thì thu được kim loại và nước, vậy thu được m gam chất rắn. M gam chất rắn là chất này, nhớ nha, là sắt nha, vậy yêu cầu tính khối lượng của sắt đấy nha. Vậy trước khi làm á, các em phải cân bằng nè. À, hai nguyên tử sắt, đây một nguyên tử sắt, ok, thêm hai vô. Rồi ba oxy đúng không? Đây là ba nguyên tử oxy, đây có một thôi, thêm ba vô. Rồi sáu hydro, vậy thêm ba nữa nè, ba một hai ba. Rồi lấy toàn bộ lượng hydro, là lượng hydro ở trên đó các em, hydro ở trên là có 0,3 mol. À, vậy thì mình mang xuống dưới nó dùng 0,3 mol thôi. Rồi mình sẽ đổ ra đây mình tìm mol sắt. Nhân chéo chữ ngang là 0,3 nhân 2 chia 3. Trời ơi, 0,3 mà nhân 2 là 0,6, 0,6 mà chia cho 3 thì bằng 0,2. 0,2 mol. Ok. Đúng không? Đó, 0,3 nhân 2 chia 3. Đúng không? 0,6 đó, 0,6 chia cho 3 là bằng 0,2. Vậy thì khối lượng m gam chất rắn là chính là gì em? M gam chất rắn là chính là sắt này. Đúng không? Là sắt á. Vậy nó có bao nhiêu mol? 0,2 mol. Vậy thì khối lượng của em gam chất rắn nữa không? Quá đơn giản. Kết luận nào. Vậy khối lượng m gam chất rắn là chính là sắt đây, thay vì nó khối lượng sắt mà nó cho em m gam đó, đúng không? Đó, bằng mol của nó nhân m lớn là 0,2 các em, nhân cho 56 các em. Đúng không? Vậy là 11,2 gam. Đó, vậy thôi. Rồi, em trình bày vào nha. Rồi, câu cuối cùng nha. Đó, câu cuối cùng là tôi cho đề cho nào, cho 10,8 gam hỗn hợp sắt và đồng vào dung dịch axit sulfuric vừa đủ đúng không? Thu được 3,36 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Nhớ nha. Ở đây có một hỗn hợp chất nhưng mà có một chất không tác dụng với axit loại 1 là đồng. Nhớ kỹ cho tôi ha. Đây là đồng nè. Đó, quan trọng nha, nhớ nha, đồng không tác dụng nha. Đấy. Rồi, thu được 3,36 đúng không? Kim loại mà tác dụng axit á thì chắc ăn thu được khí hydro, đúng không? Vậy mình sẽ tìm được mol hydro, mà có mol hydro chắc ăn tìm được mol của sắt. Đúng không các em? Mà có mol sắt thì tìm được khối lượng của sắt thôi. Mà khối lượng của sắt nếu hỗn hợp trừ đi khối lượng của sắt thì loại ra khối lượng đồng.
mình giải quyết được câu B và câu C luôn nha. Vậy thì ở đây tôi sẽ đầu tiên các em đừng có viết phương trình trước, nhớ cho tôi là phải tìm mol trước cho tôi nha. Mol đây chắc ăn là khí hydro đó các em, bằng V chia 22,4 các em. Các em bằng 3,36, các em chia 22,4 thì các em tính là bằng 0,15 mol. Được chưa? Rồi, câu A giờ mình mới viết phương trình nè, sắt đồng cộng với axit sulfuric loãng nha. Đó, thôi thiếu chữ loãng nha các em. H24 loãng nha. Đó. Đây là H2SO4 loãng nha. Thì lúc này đồng không có phản ứng nhưng mà sắt có phản ứng nha, tạo thành Fe nè. Là cái đầu này liên kết với gốc SO4 nè, mình học rồi. Sắt hóa trị 2 đúng không? SO4 gốc hóa trị 2 luôn. Gốc axit là hóa trị 2 đúng không? 22 rút gọn thành 1 thì không thêm gì nữa. Vậy sản phẩm ra là FeSO4 và khí hydro. Hey, tự cân bằng luôn các em. 1 1 SO4, SO4 đủ, H2 H2 đủ, tự cân bằng luôn các em. Quá êm đúng không? Rồi. Rồi thì lúc này tôi sẽ thay mol hydro xuống các em. Tôi sẽ lôi mol hydro xuống như này. Thấy không? Vậy thì ở đây mol hydro đây 0,15. Tôi dùng quy tắc tam suất tôi sẽ đổ ra, tôi sẽ tìm được mol của sắt. Thấy chưa? Đấy. Quy tắc tam suất là nhân chéo là nhân lên 1 mà chia về 1 đúng không? Nhân 1 mà chia về 1 thì bằng chính nó 0,15 mol. Trời ơi, có đầy đủ mol rồi, giờ giải quyết câu B nhẹ nhàng đúng không? Khối lượng mỗi kim loại nha. Khối lượng mỗi kim loại này. Vậy thứ nhất là gì? Sắt, phải tìm sắt được trước nha. Bằng công thức mol nhân m lớn, mol là 0,15. Sắt là bao nhiêu? M lớn của sắt là 56 nha các em. Để ở đây không cho nhưng mà em phải nhớ nha. Lúc đi thi thầy cô sẽ cho các em nha. 0,15 nhân 6 các em được bằng 8,4 gram nha các em. Wow, có sắt thì tôi sẽ tìm được khối lượng của đồng. Lấy hỗn hợp trừ đi các em. Trừ m sắt. Lấy 10 phẩy mấy các em? 18,4. Trừ đi 8,4. Ok, bằng 10 gram. Ok. Nhẹ nhàng đúng không? Câu C. Rồi tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại, trả lời vô đó các em. Phần trăm khối lượng mỗi kim loại. Trong hỗn hợp này. Nha. Rồi, vậy thì đầu tiên mình sẽ tìm phần trăm của ai? Phần trăm của sắt. À, công thức của nó là gì cần nhớ không? Công thức của nó là phần trăm khối lượng của sắt thì bằng khối lượng của sắt nhân cho 100% đúng không, chia cho khối lượng hỗn hợp. Nhớ kỹ điều này ha. À, vậy thì thế khối lượng của sắt vô là 8,4 các em, nhân cho 100% chia khối lượng hỗn hợp là 18,4 các em. Nãy mới tính là tính thôi các em. Nè, 18,4 nhân cho 100 chia cho nhiêu? 18,4. Số hơi xấu á. À, bấm lộn rồi, 8,4 mà quốc 18 à. Để lít đi kem. Đáp số bằng 45,65. À, vậy thôi tôi ghi là tròn đấy nha. 45,65%. Này, vậy thì phần trăm còn lại là phần trăm của đồng. Lấy 100% các em nha. Lấy 100%. Phần trăm của đồng lấy 100% trừ đi phần trăm của sắt các em. Được không? Đó, em lấy nào, em mới tính ra tính cũng được. Lấy 100 này. Trừ đi n đi cho nó mau. Đó, thì các em được 54,35 nha. 54,35%. Làm sao cộng này đủ cho 100 nhé các em nhé. Đó. Rồi ok. Tiếp tục.
Tiếp tục về câu đó, lấy toàn bộ lượng khí hydro này, lượng khí hydro trên đây đây nhớ nha, lấy toàn bộ thì có nghĩa là nó có tổng cộng 0,15 đây nè, thấy chưa, 0,15 mol đó các em, mang đi đem khử vừa đủ với một lượng đồng hai oxit, thu được m gam chất rắn. Em học rồi, khí hydro khử được một số oxit kim loại mà đúng không, còn đồng hai oxit thì thu được kim loại đồng, vậy chất rắn đây chính là đồng, vậy là tính khối lượng của đồng, hiểu chưa? Rồi vậy thì lúc này các em câu D em biết, chỉ đầu tiên em biết phương trình trước cho rồi. Phương trình này đi, lấy toàn bộ lượng hydro là H2 các em, khử đồng hai oxit là CuO, nhớ tê độ lên nha, thu được đồng và nước, tự cân không các em, cho hỏi sung sướng thiệt đúng không, từ hóa êm. Vậy thì mol của hydro là nhiêu mol em, mol hydro là 0,15, là tôi viết màu khác đi thấy không. Rồi tôi sẽ tìm được mol của đồng, kéo đây nhân 1 chia 1 bằng 0,15 mol luôn. Vậy có mol của đồng sẽ tìm được khối lượng của đồng, mà khối lượng của đồng chính là m gam chất rắn đúng không. Rồi kết luận vậy nha. Rồi em kết luận nè, vậy khối lượng chất rắn thu được là m m m gam chính là m gì em biết không, em m của đồng đó các em, hoặc ghi m đồng cũng được, bằng mol là 0,15 nhân cho 64 các em được không, 0,15 nhân cho 64 các em được đáp số bằng 9,6 gam các em đúng không, rất là đơn giản thấy không. Rồi nếu video hay các em nhớ đăng ký kênh nha, like share thật nhiều để cho tôi có động lực làm video tiếp theo nữa cho các em xem nha.